Có lẽ nhiều người chưa quên pha vào bóng này tại V-League 2012. Trung vệ Nguyễn Huy Hoàng đã lao thẳng hai chân của mình về phía Hoàng Vũ Samson với một lực rất mạnh. Tuy nhiên, Samson cũng tỏ ra đầy kinh nghiệm khi tránh được cú vào bóng ác ý, đồng thời tạo ra một pha va chạm khiến trung vệ của Sông Lam Nghệ An phải rời sân bằng cáng. Mặc dù phải nhập viện, nhưng Huy Hoàng vẫn được coi là đáng trách nhiều hơn đáng thương bởi chính anh là người chủ động. Trước đó tại V-League 2011, pha đạp chân thô bạo này của Chí Công được coi là hình ảnh đại diện cho bạo lực sân cỏ tại V-League. Nạn nhân của tình huống ấy, ngoại binh Lucas Cantoro bên phía Hà Nội ACB đã dính một chấn thương nặng ở đầu gối, đồng thời bị sốc về tâm lý bởi lối đá của các cầu thủ Việt Nam. Đến mùa giải 2014, Đình Đồng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi anh đạp gãy chân người đồng hương anh hùng và phải nhận án treo giò gần một năm. Hai năm sau, đến lượt một cầu thủ khác của Sông Lam Nghệ An phải nhận án cấm thi đấu là Quế Ngọc Hải. Trung vệ sinh năm 1993 đã có pha vào bóng khiến anh Khoa của SHB Đà Nẵng phải nói lời từ giã sân cỏ. Cũng tại V-League 2016, hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai là Dương Văn Phò đã bị đạp gãy xương sườn sau pha va chạm với ngoại binh James Horace bên phía SHB Đà Nẵng. Bóng đá là môn chơi quyết liệt, có tính cạnh tranh cao và khả năng gây chấn thương cho các cầu thủ. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để ngụy biện cho cách chơi thô bạo của nhiều đội bóng tại V-League, bởi thói quen xấu ấy đã khiến chúng ta nhiều lần phải trả giá bằng cả sự nghiệp của những tài năng triển vọng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Văn Nam đã chơi tiểu xảo, Samson ngã. Tiếp một tiểu xảo nữa của Văn Nam. Sau đó là một tình huống bỏ bóng đá người của Samson. Đồng Đức Thắng là người đã lao vào để cà khịa với Samson. Đúng là những cái đầu nóng